Và tiếp theo là tập thứ bảy của Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Dạ Kim Dung. Xin mời bà con mình cùng luyện trưởng. Kim Tam Nguyên lúc ấy đã nhổ được 4 cây kim châm quát lớn. Tiểu tử, mày đã sai lời cam kết, dám cả gan dùng ám khí, hãy coi đây. Nói dứt lời, họ Kim đã nhắm tà thái dương huyệt của Lộ Ngũ, đánh một chưởng lẹ như chớp. Truy Phong Lộ Ngũ nhúng mình nhảy vọt ra đằng sau tránh thoát, cười lớn. Kim lão tam, tôi đâu có dùng ám khí đánh chết thanh trúc xà của lão huynh, tôi chỉ bắn vào cánh tay của huynh đấy chứ. Tất cả mọi người đều cười ồ cả lên. Càng thêm tức giận, mặt của Kim Tam Nguyên lúc đó đổi ra sắc đỏ, lồng lộng như mãnh hổ, trổ hết tài nghệ hoa quyền, dùng bài Long Hổ Hoa Thượng Quyền, nhanh như gió bão, nhắm ngay Lộ Ngũ đánh liên tiếp luôn mấy thế cực kỳ hiểm ác. Lộ Ngũ tả nhảy hộ tránh, dùng tuyệt kỹ khinh công, lanh lẹ như con vượn, thoát trước thoát sau, dùng thế tiểu khảo miên nhuyễn để tránh né lối tấn công vũ bảo của họ Kim. Kim Tam Nguyên càng nổi giận đùng đùng, gầm thét như hổ rống, voi gầm. Hoa Tích Quyền lăn xả vào tấn công Lộ Ngũ không rời một bước. Chưởng phong bay ra vù vù như gió lốc, nhắm ngay vào những tử huyệt của họ Lộ công kích. Luận về công lực thì Kim Tam Nguyên còn cao hơn họ Lộ một bậc. Nhưng Lộ Ngũ thập phần tinh tế, trước hết để tiêu diệt được hai con rắn độc của họ Kim, lại dùng lời lẽ khiêu khích, khiến cho Kim Tam Nguyên nóng nảy mất hết bình tĩnh. Ngoài ra, nhờ Lộ Ngũ đối phó bằng cách du đấu, có thủ không có công, cốt làm tiêu hao công lực của đối phương. Lúc đó Lộ Ngũ lại dùng bài Bát Bộ Cản Thiên, múa lên trông thật là ngoạn mục. Kim Tam Nguyên tấn công ở đông thì họ Lộ nhảy sang phía tây, họ Kim tấn công ở phía tây thì Lộ Ngũ nhảy sang phía đông. Cứ thế nhảy nhót, trận đấu đã được ngoài 30 hiệp. Kim Tam Nguyên tấn công tới tấp mà không hề trúng người Lộ Ngũ một quyền nào. Mồ hôi đã toát ra như tắm, hơi thở chẳng điều hòa. Bỗng nhiên thấy Lộ Ngũ quát lên một tiếng, dùng thế Kim Diêu Châu Dĩ, nhắm cầm họ Kim đánh ra một quyền nhanh như chớp. Kim Tam Nguyên xòe tay, năm ngón hơi cúp vào như móng tay chim ưng, dùng cầm nạ thủ chụp vào huyệt mạch của Lộ Ngũ. Nhưng không ngờ Lộ Ngũ đánh thế ấy chỉ là thế hư. Bàn tay của Kim Tam Nguyên vừa xòe ra định bắt lấy tay họ Lộ, thì Lộ Ngũ đã thu tay quyền về và tung ngay ngọn Nguyên Ương Cước lẹ hơn chớp nhoáng. Người ta nghe hai tiếng binh binh, Kim Tam Nguyên lãnh đủ hai cái đá bằng trời giáng. Nội công của họ Kim đã tới bậc cao thâm, nên bị hai ngọn cước của Lộ Ngũ phóng tới mạnh có thể tới mấy trăm cân mà chỉ thối lui lại có mấy bước. Lộ Ngũ thấy bản lãnh của họ Kim như thế, chẳng dám coi thường, vội dùng luôn thế Kim Lý Xuyên Ba nhảy vọt ra ngoài. Kim Tam Nguyên lúc đó nộ khí xung thiên, trút ngay ở lưng ra cái thiết liên hoàn, vùng tít lên phát ra những tiếng kêu xoăn xoẳn, đinh tai nhức óc. Một đạo hào quang trắng toát bay ra như chớp sáng lòe. Nguyên cái thiết kim hoàn của họ Kim làm bằng một thứ thép cực kỳ tốt. Tất cả là 18 cái vòng, mỗi cái bằng chén uống nước chè, móc nối với nhau. Khi múa lên cái nọ đụng vào cái kia làm cho đối phương mất hết tinh thần. Lại thêm, những cái vòng đó sáng quá, phản chiếu ánh sáng như gương soi nhấp nhón, như điện càng làm cho địch thủ bị hoa mắt. Thật là một thứ khí giới vô cùng lợi hại. Vừa trút thiết liên hoàn lên, họ Kim đã dùng ngay thế, loạn đả kim kê. Và tiếp theo thế châu chiếc liên hoàn, nghe soạt soạt hai tiếng, đầu ngọn thiết liên hoàn như con rắn bạc quất vào lưng và quét luôn xuống hai chân của Lộ Ngũ. Truy Phong Lộ Ngũ chẳng dám coi thường, vội trút luôn cây đằng côn, dùng ngay thế, mai hoa lạc địa. Cúi người xuống tránh thế công ở trên, đồng thời vung tròn cây côn đỡ thế đánh ở dưới. Một tiếng chát đinh tai nhức óc, hai thứ binh khí đánh vào nhau quá mạnh. Truy Phong Lộ Ngũ thấy hai tay tê buốt, thì biết rằng nội lực của họ Kim thật là ghê gớm, nên hết sức đề phòng, cố tránh sự va chạm với binh khí họ Kim. Thấy Lộ Ngũ đỡ được hai thế hiểm độc của mình, Kim Tam Nguyên trong bụng cũng khen thầm. Không để cho Lộ Ngũ thu công về, Kim Tam Nguyên đã quát lên một tiếng thật lớn,
dùng luôn thế bạch hạc xung thiên, đưa thẳng ngọn thiết hoa hoàng vào bách đường huyệt. Đưa thẳng ngọn thiết hoa hoàng vào bách đường huyệt của họ Lộ, Tri Phong Lộ Ngũ thất kinh, vội dùng thế mãng xà phiên thân, nhảy vọt về phía sau Kim Tam Nguyên. Thân pháp của Lộ Ngũ quả thật là nhanh nhẹn, thừa cơ họ Kim chưa kịp hồi bộ, Lộ Ngũ đưa ngay đầu công nhằm trúng đầu Thâm Âm Nguyệt, ở bên trái tai họ Kim chọc tới, nhanh như chớp. Họ Kim bị đâm trúng huyệt thấy mắt hoa đầu choáng, toàn thân tê buốt, cây thiết hoa hoàng rời khỏi tay nghe xoảng một tiếng, đồng thời họ Kim cũng ngã lăn ra đất, không sao gượng được. Tất cả mọi người trong cái bang đều cười ồ cả lên. Ngoại trừ cái bang Giang Tô hơi phẫn nộ, còn tất cả mọi người đều lấy làm bằng lòng, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Vì cái bang trưởng lão tuy không nói ra nhưng cũng một lòng nghĩ rằng lãnh vô thường Kim Tam Nguyên cũng đáng để Lộ Ngũ giáo huấn một phen cho bớt tính kiêu ngạo. Tánh kiêu kỳ hống hách của Kim Tam Nguyên làm cho ai nấy cũng đều ghét. Họ Kim tự cho mình là tộc chúng siêu quần nên một hạ vô nhân. Vì thế lúc đầu người ta đều vỗ tay cổ vũ, nhưng sau khi nhìn thấy những lời nói khinh thị của họ Kim, thì tất cả cảm tình của những người xung quanh đều nghiêng về phía Lộ Ngũ. Cái bang Giang Tô thấy lãnh vô thường Kim Tam Nguyên bị hạ một cách dễ dàng như thế, thì lòng tự ái của họ bị va chạm, họ coi như là một điều sỉ nhục của cái bang Giang Tô. Tiếng cười nói, tiếng la ó tạo thành âm thanh hỗn loạn nhức óc đinh tai. Trong cảnh ồn ào náo nhiệt, những đầu người lố nhố nhốn nháo, muốn nhào vô vòng để thi thấu tài năng, hay đúng hơn là muốn hạ Lộ Ngũ cho hạ lòng căm tức. Vừa lúc ấy thì có một người từ ngoài nhảy vào xin tỉ thí với Lộ Ngũ. Anh chàng tự đắc hiu hiu, câu nói tuy khiêm nhường mà ẩn một vẻ kiêu kỳ. Nếu không để ý thì không thấy ở lời nói đó có một ý gì trịch thượng cả. Đẩy tên Mai Lục Tử, dù tài nghệ không có bao nhiêu nhưng cũng muốn cùng Lộ Ngũ huynh tỉ thí để lãnh giáo một vài miếng quyền cước. Chẳng hay Lộ huynh có bằng lòng với kẻ hàng này giao đấu một phen không? Lộ Ngũ tuy tính tình hòa nhã, song nghe Mai Lục Tử nói thế, như khiêu khích thì nổi xung thiên nói. Khá khen cho họ Mai, người muốn cùng ta giao đấu thì chớ có trách rằng ta hung ác. Tuy ta mệt mỏi song cũng ráng cùng ngươi một phen sống mái. Nói rồi Lộ Ngũ hồi bộ chờ Mai Lục Tử ra quyền. Hai người đánh nhau hơn 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Mọi người nhìn vào trận đấu không tiếc lời tán dương cổ vũ. Mai Lục Tử là người ở cái bang Hà Nam, nên được những người trong cái bang ấy có cảm tình khen ngợi. Mai Lục Tử, hãy ráng lên! Trong vòng chiến họ Mai nghe thấy thì hăng hái vô cùng. Thêm 20 hiệp nữa thì Lộ Ngũ xuống sức thấy rõ ràng. Lộ Ngũ đã một mình kịch chiến với hai tay bản lãnh nên làm gì còn sức lực. Dù sao thì sức người cũng có hạn. Bỗng nhiên họ Lộ đình bộ lại và không đánh nữa. Lộ Ngũ cất tiếng. Các khen Mai Huynh là bậc cao thủ, để xin nhận chức ban chủ lại cho Mai Huynh. Nói xong Lộ Ngũ thoát một cái đã ra ngoài trận đấu. Họ Mai được dịp kiêu hãnh, mắt hướng về phía 16 vị trưởng lão cái bang như thách thức, chờ đợi lời tuyên bố của Tây Kim Trung. Trong một khắc sự im lặng trở nên ồn ào lạ, mọi người bàn tán thì thầm. Ai nấy cũng đều thấy tức cho Lộ Ngũ là không biết vì sao anh chàng này tự chịu thua như thế. Trong võ lâm, ai mà chịu thua trước kẻ địch thì coi như bị hạ phục. Song Lộ Ngũ không coi điều đó là quan trọng, và mọi người cũng không rẻ rúng anh ta như thế. Sự ồn ào càng lúc càng tăng, bỗng có một anh chàng từ phía cái bang Hồ Nam nhảy ra. Tại hạ Hồng Thông xin tỷ thí với Mai Lục Tử cho rõ cao thấp, chứ không phải ta trên chức ban chủ. Nghe câu nói nửa như hống hách, nửa như khiêm nhường thì Mai Lục Tử khí nộ xung thiên, nhanh như chớp dùng hai tay nhắm thẳng Hồng Thông đánh thẳng ra một chưởng. Hồng Thông vẫn đứng yên không hề né tránh. Chưởng phong đánh trúng người chàng, Hồng Thông kêu to. Hey, đã lâu ngày không đủ bụi, cảm ơn Mai Huynh phủ hộ. Không nén nổi tức giận, Mai Lục Tử quát lên một tiếng thật lớn, tận dụng hết sức bình sanh nhằm mặt Hồng Thông đánh tới. Bàn tay thép của thiết chưởng tiên viên lại đánh ngay vào mặt Hồng Thông đánh bốc một cái. Mai Lục Tử hết sức ngạc nhiên vì thấy Hồng Thông vẫn đứng như thường.
Không biết chàng ta vận dụng công lực gì mà mặt chàng ta trông như bôi mỡ. Bàn tay của Thiết Chưởng Tiên Viên đánh trúng vào thì hình như bị trơn trượt ra ngoài. Mai Lục Tử cả kinh vội vàng thu quyền về. Hồng Thông lại đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà cười khanh khách. Ngoài danh của Mai Lão Nhị là Thiết Chưởng, nhưng cứ như ý của Ngưu Đệ, có lẽ đánh miếng đậu hũ cũng không giữ được. Mai Lục Tử lúc đó biết ngay là Hồng Thông đã dùng một môn tuyệt kỹ công phu là di gân thoát cốt, thì chẳng còn dám khinh thường nữa, vội nói: Học huynh, thật đệ cũng không ngờ huynh lại có các bản lãnh phi thường như thế, hay lắm, bây giờ hai ta thử đấu với nhau xem ai đáng được làm băng chủ. Lại thấy Hồng Thông phá lên cười ha hả. Mai Lão Nhị, huynh thích chức băng chủ lắm sao? Làm băng chủ có gì mà phải quan tâm đến thế? Cứ như đệ đây, gặp đâu ăn đấy, ăn xong lại ngủ, không ai phiền nhiễu, chẳng thú sao? Mai Lục Tử gắt ầm lên: Ô hay, đây đâu có phải là chỗ cho mày bẩn cợt, nếu mày không muốn đấu thì lên ngồi vào chỗ cũ, chứ ra đây làm gì? Hồng Thông lại cười nói: Có thật huynh muốn tỷ thí với tôi không? Hồi nãy tôi đã nhường cho Mai huynh hai chưởng, mà nào có ăn thua gì? Như vậy mà huynh vẫn còn muốn đấu nữa hay sao? Mai Lục Tử nghĩ thầm: Tên Hồng Thông này tuy trong giới giang hồ chưa ai biết tiếng mà ngay ở trong các cái bang cũng chẳng có danh vọng gì, nhưng võ công của hắn thật là bất khả đoán xét. Vừa rồi ta biểu diễn khinh công tiêu hao sinh lực khá nhiều, nếu bây giờ giao đấu với y chưa chắc mình đã nắm được phần thắng, không khéo bị hạ về tay hắn thì còn mặt mũi nào dám ngó đến mọi người nữa. Nghĩ như thế nên Mai Lục Tử ôn tồn nói: Bây giờ nếu ta giao đấu bằng quyền cước thì khác chi lẫn hổ tranh đấu, nhất hậu tăng thương, dù thắng hai bại tránh sao khỏi sự thiệt hại, chi bằng hai ta giao đấu bằng cách phản công đổi chưởng, Hồng huynh nghĩ thế nào? Hồng Thông gật đầu đáp: Muốn tỷ thấy thế nào để cũng chịu hết. Mai Lục Tử quay về trong cái bang lấy ra năm cây đèn cầy, châm lửa cho cháy lên rồi lấy năm cái giỏ đựng cơm, cắm mỗi ngọn đèn vào trong một cái giỏ. Lấy hai cây sào dài ước độ khoảng một trượng, hai đầu sào buộc một cái dây treo năm cái giỏ cách nhau từng khoảng một lủng lẳng ở trên. Thỉnh thoảng một luồng gió lớn lại trao cái giỏ lắc đi lắc lại. Ngọn lửa ở trong lại bập bùng như không tắt. Treo xong cái giỏ, Mai Lục Tử nói với Hồng Thông: Ta đứng cách xa cái giỏ 10 thước và có thể đánh tắt đèn cầy ở trong. Nói xong, Thiết Chưởng Tiên Viên vén tay áo vận nội công lên hai cánh tay. Khắp các đốt xương trong người kêu lên răng rắc. Tất cả mọi người trong cái bang đều thấy thân thủ của họ Mai quả thật phi phàm. Khi ấy, Thiết Chưởng Tiên Viên nhúng mình nhảy vọt ra nhanh như chớp, chạy quanh hai cây sào đó mấy vòng rồi nhắm cái giỏ thứ nhất đánh một chưởng. Phụt một cái, cây đèn cầy bên trong cái giỏ đã tắt ngấm mà vẫn cắm nguyên trong giỏ không hề nghiêng ngả. Các cái bang thay thế đều vỗ tay khen ngợi. Mai Lục Tử lại dùng lối di công hồi bộ, người quay tiếp đi, tay phải đánh ra một chưởng. Lúc đó họ Mai chỉ đứng xa cái giỏ đậu chừng 5 thước. Cái giỏ lộn đi một vòng, đồng thời cây đèn trong giỏ cũng tắt ngay lập tức. Thiết Chưởng Tiên Viên lại dùng luôn thế nhị long tranh châu, tả hữu bất phân phục phục 2 tiếng. Cây đèn thứ ba và thứ tư tắt liền, thật là tuyệt diệu. Cùng một lúc đánh tắt luôn hai ngọn đèn cầy, chàng lại nhảy lùi một bước, song chưởng dùng đẩy ra một lúc. Ở trong hai ống tay áo phát ra một luồng gió, nghe ào một tiếng. Cái giỏ đựng cây đèn cầy thứ năm lộn đi một vòng tắt ngắm, nhưng vẫn không hề rơi ra ngoài. Quần cái lúc đó đều vỗ tay vang dậy, hoan hô ầm ĩ. Vương Trùng Dương thấy thế thì cười thầm trong bụng và nghĩ thầm. Nội công của họ Mai cũng khá cao, nhưng chưa tới chỗ tuyệt kỹ vì phải mượn ở chỗ hàng quyền. Phải phi bộ liên hồi và dùng sức gió ở trong tay áo làm cho cái giỏ phải lộn đi mấy vòng mới làm tắt được ngọn đèn cầy. Như thế chứng tỏ nội lực của họ Mai không phải liên tiếp đánh tắt 5 ngọn đèn cầy, mà phải dùng đến 4 lần bất đồng phương thức mới hoàn thành, như thế chưa đạt được phá không chưởng. Trùng Dương vừa nghĩ tới đó, nghe Hồng Thông cười ha hả và nói lớn: Ây trời ơi, như thế mà Mai Lão Huynh gọi được là thần không đổi chưởng. Mai huynh ơi, Mai huynh hãy về luyện thêm độ 10 năm nữa hãy ra biểu diễn, kéo làm trò cười cho thiên hạ. Mai Lục Tử nổi giận đùng đùng quát lớn: Mày chỉ được cái khéo khoe môi múa mép và sử dụng cách không đã hỏa như thế mà mày lại cho là không phải phá không chưởng.
Nói như vậy thì lấy gì làm bằng, nếu mày có bản lãnh hãy làm thử cho ta coi. Hồng Thông vẫn cười khanh khách. Cái trò trẻ con này có gì mà không làm được. Nói xong, Hồng Thông gọi một người ở trong cái ban mang lửa tới, thắp cả năm ngọn đèn cầy ở trong năm cái giỏ, rồi chàng đứng cách xa hơn 10 thước, đưa cánh tay trái ra dùng chưởng lâm hướng ngoại kéo giật trở về. Tức thì một trận gió nổi lên, ngọn đèn cầy ở giữa tắt ngay lập tức, mà cái giỏ không hề rung động. Mai Lộc Tử trông thấy giật mình kinh sợ, lại thấy Hồng Thông hai tay nhắm ngọn đèn cầy thứ hai và thứ ba, đẩy nhẹ một cái, tức thời hai cây đèn cầy này cũng tắt ngay. Mai Lộc Tử đánh tắt ba ngọn đèn cầy phải đổi đến ba lần thi pháp, còn Hồng Thông chỉ có hai lần. Như thế sự thắng bại đã rõ ràng. Hồng Thông lại bước xa đậu một trượng, dùng thế quái mãn trở mình, hai chân xoay tròn đi một vòng, quay lưng lại đằng sau, đánh vụt lại hai chưởng. Hai ngọn đèn cầy lại cùng tắt ngay một lúc, mà hai cái giỏ hơi rung nhẹ, còn cây cột và dây không hề rung động, thì mọi người đều thấy rõ chưởng phong của Hồng Thông cao hơn Mai Lục Tử một trời một vực rồi vậy. Mai Lục Tử thấy toàn thể quần cái vỗ tay hoan nghênh Hồng Thông gấp 10 lần lúc trước, trong lòng lấy làm bực tức bèn nói lớn. Họ Hồng kia, đừng vội tự đắc, dùng cách không chuẩn hay là chuẩn lâm hướng ngoại, chẳng qua chỉ là trò tiểu xảo. Nếu muốn ta khiếp phục, hãy cùng ta giao đấu bằng binh khí mới biết rõ tài cao thấp. Vừa nói dứt lời, Mai Lục Tử rút ở lưng ra một cái roi, gọi là cô lâu bổng. Cái roi này hình thức thật là đặc biệt, chiều dài độ 7 thước, dùng một loại thép cực tốt, đánh thành từng cái vòng tròn như hình đầu lâu, lúc thường quấn vào người như cái thắt lưng. Mai Lục Tử đã có biệt danh là Thiết Chưởng Tiên Viên, lại rất giỏi về bạch vượng quyền pháp. Ngoài ra, nhờ cái voi cô lâu này mà Mai Lục Tử nổi danh trên khắp chốn giang hồ. Nay bị Hồng Thông, một kẻ vô danh hạ nhục, nên họ Mai mới quyết đem hết tuyệt học của mình ra để cùng họ Hồng một phen tử đấu. Hồng Thông thấy Mai Lục Tử rút roi cô lâu ra thách thức thì cất tiếng cười ha hả. Mai Lục Tử thấy tiếng cười của Hồng Thông đầy vẻ ngạo mạn, tức thì nổi giận đùng đùng quát to. Tiểu tử chớ khá vô lễ, hãy đi lấy binh khí ra đây cùng ta giao đấu thử vài trăm hiệp xem sao. Hồng Thông lắc đầu cười. À, trước mặt các vị cái bang, nếu cầm đao hay trượng giao đấu thì chẳng phải thất lễ lắm sao? Một người đã có bản lãnh cao cường đâu cần phải dùng đến khí giới. Nói xong, Hồng Thông ung dung bước tới, rút một cây tre đeo các vỏ đựng đèn hồi nãy, bẻ tre làm đôi rồi lấy khúc tre ngắn, dài độ 4 thước cầm trên tay và nói, đây chỉ cần dùng đoạn tre này là có thể giao đấu với ngọn roi của Mai huynh rồi. Mai Lục Tử thấy Hồng Thông đương nhiên cầm một đoạn tre cục để giao đấu với mình, thật tỏ ra có vẻ coi thường mình quá sức, thì càng thêm phẫn nộ. Hơn nữa Mai Lục Tử ỷ y mình với tuyệt nghệ, khinh công cùng với quyền pháp quán thế, đinh ninh phen này sẽ chiếm chức ban chủ của cái bang. Vì 16 vị trưởng lão không vị nào có lòng ham muốn chức vụ đó. Họ chỉ lấy tư cách là các vị nguyên lão của cái bang đến dự và chứng kiến cuộc thi tài này thôi. Còn về tất cả các tay hảo thủ trong cái bang, họ Mai đều hiểu rõ tài nghệ từng người một. Không có người nào có thể đương cự với y, chứ đừng nói là ngang tài. Chức vụ ban chủ, Mai Lục Tử đã nắm chắc trong tay. Không ngờ ở đâu Hồng Thông lại xuất hiện. Riêng về mặt chưởng phong đã làm cho họ Mai hổ thẹn biết bao. Nhưng nay thấy họ Hồng hoặc vì chưa rõ tài nghệ quán chúng và coi cái roi cô lâu quỷ khiếp thần sầu, đã khiến cho biết bao tay anh hùng hảo hán trên võ lâm phải kiêng quay khiếp mặt. Cả gan coi thường dùng khúc tre để giao đấu với mình, thì trong bụng cả mừng liền nói lớn. Hồng Thông, có phải ngươi dĩ mình võ nghệ cao cường dám dùng đoạn tre đó mà giao đấu với ta chăng? Hồng Thông cười lớn. Chẳng những để dùng đoạn tre này để giao đấu cùng đại huynh, cho dẫu tay không cũng có thể thừa tiếp đại huynh vài trăm chiêu. Mai Lục Tử thấy Hồng Thông trả lời mình đầy vẻ khinh khi, coi mình bằng nửa con mắt thì tức giận tràn hông, hét lên một tiếng cực lớn, bung tít cây roi lên. Những khúc đầu lâu va vào nhau kêu xoang xoảng nghe kinh người, nhắm thẳng đầu Hồng Thông đánh tới. Hồng Thông mắt sáng như sao, đợi cho ngọn roi của Mai Lục Tử cách đầu chàng chừng nửa thước, lúc đó mới nghiêng mình sang một bên né tránh, đồng thời thúc ngay đầu ngọn tre vào mặt Mai Lục Tử, lẹ như chớp. Họ Mai vội dùng thấy Tây Ngô Vọng Nguyệt, thập người xuống tránh,
và dùng luôn thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh bão xuống như hòn núi trời non, sực gió rít lên khủng khiếp. Hồng Thông tức thì quay ngắt người lại, thân pháp chẳng lẽ như vậy, dùng thế mãn xà phiên thân, trốn thoát. Mới qua hai hiệp, Mai Lục Tử đã biết Hồng Thông không phải là kẻ tầm thường, vội đem bài bát quái như ý bỗng ra sử dụng. Chỉ thấy một làn chớp sáng lòe, ngọn roi sáng quắc phản chiếu ánh sáng mặt trời phát ra một làn bạch quang che kín khắp châu thân, lấp loáng như những luồng chớp, nhằm Hồng Thông công kích thật là dữ dội. Những khúc đầu lâu va vào nhau thành tiếng xoang xoảng đinh tai nhức óc, phút chốc biến ra trăm nghìn ngọn roi tới tấp như mưa sa bão táp. Hồng Thông nhãn thần không bấn loạn, ung dung múa đoạn tre trên nghênh địch. Cây tre lúc đó tự như một con độc mãng, linh xà uốn khúc len lỏi vào những đường roi của họ Mai, vừa đánh vừa đỡ, lanh lẹ như lưu thủy hành vân, biến hóa chẳng khác long xa du tẩu. Thân pháp của họ Hồng quả thật là biến ảo dị thường, như bóng ma khi ẩn khi hiện, lẫn lộn lên xuống với ngọn roi của Mai Lục Tử như hình với bóng. Đoạn roi tre như quyện chặt lấy người biến thành một luồng thanh quang quay tít như trong chóng. Thiết chưởng tiên viên tức giận không cùng, hét lên một tiếng cực lớn dùng bát bạc thập lục tứ lộ như ý bổng, quay tít ngọn roi đông tây nam bắc, thượng hạ bốn phương tám hướng, xoắn chặt lấy Hồng Thông, quyết tâm đánh bật cây tre ra khỏi tay chàng và thưởng cho họ học một vài cây roi sắt cho bỏ ghét. Nhưng qua đến mấy chục hiệp cũng chưa đụng được tới quần áo của họ Hồng. Còn cây tre trong tay của Hồng Thông cũng biến ảo khôn lường, luôn luôn theo đà ngọn roi mà gạt, chứ không hề đỡ lại, thành ra không hề sức mẻ mãi may. Mai Lục Tử nghiến răng quyết một mất một còn với Hồng Thông, bao nhiêu tài nghệ bình sanh thi thố ra hết. Họ Mai dùng lối hoa thương đánh liên tiếp, không hở một giây, một phút nào, đồng thời lại nhằm tất cả các tử huyệt của Hồng Thông mà điểm tới. Ở ngoài các cái băng chỉ thấy hai cái bóng xoắn tích với nhau, không thể phân biệt được người nào, thì hết thảy đều thán phục, vỗ tay cổ vũ vang lừng. Bỗng thấy Hồng Thông cười ha hả nói lớn, ha ủa kìa Mai huynh, người cũng biết sử dụng lối điểm huyệt nữa à, thật là hôm nay kẻ cấp bà già gặp nhau, chúng ta cùng một ngày mà. Mai Lục Tử lúc đó trong người hơi hoảng sợ vì đã mang hết tất cả các công phu tuyệt kỹ ra sử dụng. Ngót 50 hiệp mà vẫn chưa chạm vào người Hồng Thông để điểm huyệt. Nay nghe họ Hồng nói vậy thì cả kinh, vội ngã người sát đất bung ngọn roi dùng thế, đoạt mệnh mê hồn, lăn sát vào người Hồng Thông, đảo tít ngọn roi, nhấp nhón như điện xẹt, thượng hạ tiền hậu bốn phía tấn công rất mạnh liệt, bỗng có tiếng nói của Hồng Thông quang quang. Mai Lục Tử, bản lãnh của ngươi như thế làm băng chủ sao được, từ nãy tới giờ tại hạ đã nhân nhận nhiều rồi. Cho đến môn điểm huyệt của nhà ngươi quá dở, nay tại hạ cho ngươi biết trước, chỉ trong thập chiêu tại hạ sẽ điểm huyệt đảo nhà ngươi. Mai Lục Tử thấy Hồng Thông nói thế thì lửa giận bừng cháy, lồng lộc như con hổ dữ, hét lên một tiếng, chuyển hết thần lực dùng thế đồng tử hén đạo, nhằm bắp đùi Hồng Thông quất một ngọn roi cực kỳ mãnh liệt. Nhanh như một con vượn, Hồng Thông nhúng mình nhảy vọt lên cao ước hơn hai trượng, tránh khỏi ngọn roi dễ dàng. Mai Lục Tử định quất thêm một ngọn roi nữa, thì bỗng thấy một luồng thanh quang bay tới trước mặt họ. Họ Mai cả kinh vội lộn phát người về phía sau tránh thoát, ngọn tre đâm sát vào vành tay, nghe một tiếng vù. Bây giờ Hồng Thông sử dụng đoạn tre xanh vùng vụt như con rồng uốn khúc, nhằm vào những yếu huyệt của Mai Lục Tử tấn công liên tiếp. Thiết chưởng viên tiên lúc đó chỉ còn lo tránh đỡ, chân tay lính quýnh, mồ hôi đã đọng thành giọt trên trán, hơi thở mất điều hòa. Khi ấy Hồng Thông lại dùng thanh long quyển vĩ thúc đầu roi vào bụng dưới, nhằm vào quan nguyên huyệt đâm tới. Mai Lục Tử cả kinh vội nhóm người nhảy vọt lên đẩy né tránh. Chẳng dè đó chỉ là một đoạn hư, Hồng Thông quát to lên một tiếng, trúng! Đoạn tre đã trở thành thế thần long thám châu, đánh bịch một cái đầu tre đã đâm trúng đùi của Mai Lục Tử vào cự cốt huyệt. Thiết chưởng tiên viên chỉ kêu lên một tiếng ối chao rồi ngã lăn quay xuống đất. Mai Lục Tử vừa ngã xuống thì tiếng vỗ tay hoan hô của cái băng vang lên như sấm. Vương Trùng Dương cũng tự khen thầm trong bụng. Thật là thấp thấp chi ấp tự hữu trung tính. Không dè trong cái băng khất thực mà cũng có nhiều kỳ tài như vậy. Bản lãnh của họ Hồng trong giới võ lâm danh thủ ít người sánh kịp. Hồng Thông lúc này đã uống công người nhằm chỗ 16 vị cái băng trưởng lão vái tạ.
đoạn hướng ra tứ hướng nhằm các cái bang rồi trút lui vào chỗ cái bang Hồ Nam. Còn Mai Lộc Tự cũng đã tự giải được huyệt đạo, bèn lẻn khập khểnh lẫn vào trong cái bang Hà Nam. 16 vị trưởng lão cái bang châu đầu vào nhau thì thầm bàn tán một lúc, rồi thiết hành cước tày Kim Trung đứng lên dõng dạc tuyên cáo: "Cuộc tỷ thí đã có kết quả, thay mặt các vị trưởng lão cái bang, tại hạ xin tuyên bố, kể về võ công và bản lãnh của Hồng Thông thuộc về bang Hồ Nam đều tuyệt diệu, đáng thừa kế chức bang chủ của chúng ta hiện tại. Nếu còn vị nào chưa phục xin mời ra tỷ thí, bằng không Hồng Thông sẽ nhận lãnh lục trúc bảo trưởng." Tề Kim Trung nói như thế to ba lần, trong tất cả cái bang đều im lặng như tờ. Con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Tất cả cái bang hết thảy đều biết Mai Lục Tử ở hàng cao thủ, bản lãnh ít người sánh kịp, vậy mà còn thua Hồng Thông một cách dễ dàng. Vả lại, nhờ ở ngoài nhận định mới thấy rõ tài nghệ của Hồng Thông sánh với Mai Lục Tử. Thật là cách xa một trời một vực, vì vậy không ai dám ra tỷ thí nữa. 16 lão trưởng của cái bang thấy Tề Kim Trung đã rao đủ ba lần thấy không ai xuất đầu lộ diện, hết thảy đều đứng lên, mỗi người trải ra trước mặt một cái bao vải, rồi đồng thời quỳ một lượt, nhằm vào cây lục trúc bảo trưởng ba cái mới đứng lên. Lúc đó Tề Kim Trung lớn tiếng tuyên bố: "Thay mặt cái bang, kính mời Hồng Thông lên nhận chức bang chủ." Hồng Thông ở trong cái bang Hồ Nam bước ra, nhắm vào 16 vị trưởng lão vái dài một cái rồi cung kính nói: "Tiểu tử tài sơ trí thiển đâu dám lãnh chức bang chủ." Thẩm Bạch Tuyền nói: "Lúc này không phải là lúc khiêm nhường nữa. Các cái bang đã có quy luật, vậy kính mời học bang chủ làm lễ nhận lục trúc trưởng." Hồng Thông vội vàng tới đưa hai tay đỡ lấy cây trưởng, ngoảnh mặt về hướng đông vái lại ba cái rồi hướng về các vị lão trưởng vái dài rất cung kính. 16 vị lão trưởng cũng vội vàng đáp lễ. Tề Kim Trung nói qua nhiệm vụ và bổn phận của bang chủ cùng quy luật của cái bang cho Hồng Thông biết rõ. Hồng Thông nhất nhất ghi nhận. Tất cả cái bang đều có vẻ phục tùng, cất tiếng hoan hô nhiệt liệt. Như thế là cái bang đã lập xong bang chủ. Vân Trùng Dương thấy không còn gì đáng coi nữa liền rời khỏi Yên Sơn trở lại thành Yên Kinh. Sau khi trở về thành, Trùng Dương nghe theo lời đồn của thiên hạ đến ý kiến tất cả những nhân vật có tên tuổi trong giới võ lâm. Nhưng khi đến nơi họ Vương rất lấy làm buồn rầu, vì phần đông chỉ là bọn hữu danh vô thực, văn danh bất như kiến diện, và chàng chỉ có thể cho rằng tất cả các nhân vật võ lâm ở Yên Kinh đều không bằng những vị trong cái bang hôm rồi. Trùng Dương thất vọng vì uổng phí biết bao công trình và ngày giờ để đến Yên Kinh mà chẳng gặp một người nào đáng để kết giao. Chàng ngao ngán quá chừng nên quyết định hôm sau sẽ rời khỏi Yên Kinh, ra ngoài trường thành ngoạn cảnh. Chiều hôm đó lại xảy ra một việc. Nguyên do, từ ngày Quân Trùng Dương đến Yên Kinh, chàng vẫn ăn vận như một văn nhân mặc khách và trú ngụ tại Chính Dương Môn Thi Gia Lão Điếm. Thi Gia Lão Điếm này là một khách điếm lừng danh ở Yên Kinh, trang trí đẹp đẽ, nhà cao cửa rộng, các phòng nghỉ hết sức rộng rãi sang trọng, tổng cộng có đến gần 100 phòng nghỉ và hơn 10 cái khoáng viện. Vân Trùng Dương vì muốn có chỗ mát mẻ và yên tĩnh để trau dồi thêm võ công thổ nạp của toàn chân phái, nên chàng thuê một cái phòng đặc biệt ở ngay trong trang viện. Trang viện này chỉ có 4 phòng rất lớn, ba cái kia còn bỏ trống. Buổi chiều hôm ấy, Vân Trùng Dương đã thu xếp sẵn hành lý để sáng hôm sau sẽ khởi hành. Đột nhiên có một số người quan y lộng lẫy, vừa nam vừa nữ, trẻ có già có, ước độ gần 20 người tới thuê cả 3 căn phòng bỏ trống. Trong trang viện lúc đó có vẻ huyên náo hơn lên. Những tên điếm nhị chạy ra chạy vào, người mang nước, người mang khăn tới tấp. Trong bọn có một thiếu niên tuấn tú, thấy Trùng Dương một mình ở một phòng rộng rãi thì chàng hơi cao mày, có vẻ nghĩ ngợi và dùng tiếng lóng nói với đồng bọn, đoạn sang bên phòng Trùng Dương chào hỏi làm quen. "Kính chào tiên sinh, chẳng hay quý tánh cao danh là gì, xin cho ngu hạ được biết." Vân Trục Dương cũng vội vàng đáp lại và nói: "Giáng sanh họ Biêu, chẳng hay tên họ ông là gì và có điều chi chỉ giáo?" Thanh niên đó đáp lại đáp: "Tiểu đệ họ Văn, có một điều muốn thỉnh cầu với vương tiên sinh, kính mong tiên sinh lượng thứ." "À, không dám không dám, tứ hải gia huynh đệ, tông ông có điều chi cần đến tiểu sinh xin hết lòng." "Nguyện à, bọn tiểu đệ sắp đến đây có gần 40 người,
Nếu được ở bốn căn phòng này thì tiện quá. Vì Dương tiên sinh đã ở đây từ trước, nên anh em mới cử tiểu đệ điều đình với tiên sinh. Cảm phiền nhường cho chúng đệ căn phòng này, không hiểu tiên sinh có vui lòng không? Vân Trùng Dương mỉm cười trả lời không cần nghĩ ngợi. À, được được, nếu tôn ông cần thì tại hạ xin nhường ngay, chẳng có điều chi trở ngại. Nơi đây chỉ là khách điếm, thay đổi phòng là lẽ bình thường. Thanh niên họ Văn nét mặt vui tươi hẳn lên. Hai ba lần cảm ơn rồi từ giã Vương Trùng Dương quay về phòng mình. Trùng Dương lập tức gọi đếm nhị đổi phòng để nhường cho những người khách mới. Tên đếm nhị sửa soạn ngay một cái phòng khác rộng rãi không kém gì phòng của Trùng Dương đang nghỉ, và chỉ cách trang viên một cái vườn hoa nhỏ và một cái sân thôi. Vương Trùng Dương đôi mắt rất tinh tế, chỉ nhìn sơ là có thể biết chắc là những người mới đến đều có võ công. Người nào người nấy đều uy phong lẫm liệt, tướng tá hào hùng. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 8.